bất đồng quan điểm. Các cậu này, trường mình đang tổ chức cuộc thi kịch nói đấy. Toàn trường đều có thể tham dự. Nhóm mình dự thi đi, nghe nói giải thưởng rất hấp dẫn. Hay đấy, đồng ý cả hai tay. Chúng ta là lớp chuyên văn, nên về phần kịch bản ta có lợi thế hơn. Tớ xin đề cử Hổ đảm nhiệm vị trí biên kịch. Các cậu thấy thế nào? Đúng sở trường của Hổ rồi còn gì. Cậu ấy giỏi văn nhất lớp mà. Cậu ấy còn viết cả truyện ngắn, kịch bản nữa. Nhiều tác phẩm đã được đăng trên báo rồi. Tớ chỉ may mắn thôi mà. Được thôi, kịch bản cứ để cho tớ. Trong tuần này, tớ sẽ hoàn thành kịch bản cho nhóm mình. Chúng ta sẽ có một vở kịch thật hay. Tốt rồi, vậy thì bắt đầu từ tuần sau, chúng ta sẽ tập trung sau giờ học để tập kịch nhé. Tớ sẽ làm đạo diễn cho vở kịch này. Có lớp trưởng Long làm thủ lĩnh, chắc chắn vở kịch của nhóm mình sẽ đạt giải nhất. Có thủ khoa Hổ làm biên kịch, chắc chắn kịch bản của nhóm mình sẽ đạt giải xuất sắc nhất. Tất cả chúng ta sẽ tham khảo, thảo luận cùng nhau để đưa ra những chỉnh sửa tốt nhất cho vở kịch này nhé. Nhất trí. Cậu xem bản thảo kịch bản của tớ này. Tớ mới nghĩ thêm được mấy phân đoạn hay nữa nè. Cậu xem đi, để chúng ta cùng thống nhất vở kịch. Hổ này, vở kịch của chúng ta chỉ có giới hạn trong 10 phút thôi. Tớ nghĩ là mấy chi tiết này rườm rà quá, không cần thiết. Mấy cái này bỏ hết nhé. Mấy phân đoạn này rất hay. Tớ phải mất mấy ngày mới nghĩ ra được đấy. Tớ sẽ gọt lại các phần cũ, thêm phần mới vào cho đủ thời gian, đơn giản thôi mà. Không, kịch bản đã chốt. Tớ thấy như vậy là rất hợp lý rồi. Những đoạn phải sửa, tớ cũng đã sửa xong. Chúng ta thống nhất như vậy. Còn phân đoạn này của cậu bỏ hết đi. Nhưng đây là công sức suốt mấy ngày nay của tớ. Cậu không thể gạt bỏ nó đơn giản như thế được. Thôi, tớ đã quyết rồi. Việc này không thay đổi nữa. Cái này là... Sao lại như thế được? Mình đâu có viết phân cảnh này. Các cậu dừng lại đã. Tại sao lại có phân cảnh này trong kịch bản? Phân đoạn này là do tớ mới sửa và thêm vào đấy. Tại sao cậu tự ý sửa cả một phân đoạn mà không hỏi ý kiến của tớ? Cậu sửa như thế này thì làm biến dạng cả kịch bản rồi còn gì. Vì lúc ấy cậu chưa có mặt nên tớ đã sửa một chút. Tớ nghĩ như thế này thì vở kịch của chúng ta sẽ hợp lý hơn thôi mà. Phân đoạn độc đáo của tôi thì cậu gạt phắt đi, còn của cậu thì cậu thêm vào ngay mà không thèm hỏi ý kiến của tôi. Thế mà cậu nói sẽ tham khảo và thảo luận cùng nhau cơ đấy. Cậu tự làm hết đi, tôi không tham gia nữa. Khoan đã. Dạ, em chào thầy ạ. À. Hổ đây à, em lên văn phòng của tôi đi. Tôi có việc nhờ em một chút. Vâng, em sẽ qua ngay thầy ạ. À. Sẵn tiện, em cũng đang cần lời khuyên của thầy. Thưa thầy, Long là người bạn rất thân với em, nhưng cậu ta luôn nổi bật hơn em. Em rất muốn so tài với cậu ta, em không muốn thua cậu ta một chút nào hết. Em đã nghe đến câu chuyện này chưa? Có hai người bạn rất thân là đầu rắn và đuôi rắn, cùng sống với nhau trên một cơ thể. Đầu rắn à, tại sao lúc nào tôi cũng phải ở đằng sau của anh vậy? Vì tôi có cặp mắt và cái miệng, nên tôi cần phải đi đằng trước. Không được, bây giờ tôi muốn đi đằng trước anh. Không được đâu, tôi sẽ không nhìn thấy đường. Đúng là rắn không đầu, không đi được. Quả thật, Long có tài lãnh đạo. Cậu ta giỏi hơn em, làm đầu rắn là phải. Em chỉ là đuôi rắn không quan trọng. Thầy đâu có bảo là không quan trọng. Không có đuôi cũng không được.
Đuôi rắn giữ thăng bằng cho cả cơ thể con rắn. Nhờ có đuôi rắn nên con rắn mới trườn về phía trước được. Có đây, tất nhiên có đó. Có đó, không thể không có đây. Phối hợp, giúp đỡ nhau, cùng tiến về phía trước. Cảm ơn thầy, giờ thì em đã hiểu rồi ạ. Hiểu rồi thì tốt, hai em làm hòa với nhau đi. Long, em ra đây. Long, cậu, sao cậu lại ở đây? Tớ đã đến gặp thầy trước cậu và xin thầy lời khuyên. Chính thầy đã sắp xếp, mời cậu đến để trò chuyện. Hai em đều háo thắng, sai lầm trong ứng xử. Cả hai như đầu rắn và đuôi rắn vậy, đều không thể thiếu nếu muốn tiến lên phía trước. Cần phải biết gạt bỏ hiềm khích nhỏ, phối hợp giúp đỡ nhau dựa trên những điểm mạnh của cả hai, thì con rắn của các em mới sống sót và tiến lên phía trước được. Dạ, em cảm ơn thầy, chúng em đã hiểu ạ. Xin lỗi cậu, tớ không nên tức giận mà bỏ đi như vậy. Còn tớ thì hứa, từ nay sẽ tham khảo kỹ ý kiến của cậu. Bộ đôi ngừa mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Giới thiệu bạn trai. Con bé này giờ này vẫn chưa xuống nữa. Diễm, Diễm ơi, Diễm, dậy đi, Diễm. Hôm nay chủ nhật, con được nghỉ mà. Sao mẹ gọi con sớm vậy? Con có biết sắp đến giờ ăn trưa rồi không mà còn kêu sớm? Con gái con đứa gì mà, được ngày nghỉ thì phải dậy sớm giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, cơm nước chứ. Sao mẹ lúc nào cũng cào nhào thế? Con chỉ ngủ một tí thôi mà. Con nhìn lại phòng của con đi, có khác gì cái ổ chuột không? Đồ đạc thì vứt bừa bộn, máy tính thì dùng xong cũng không chịu tắt, trái cây ăn xong cũng không dọn. Tại hôm qua con mệt mà. Thôi mẹ cứ xuống nhà trước đi, con dọn ù một cái rồi xuống phụ mẹ nấu cơm ha. Thôi khỏi, tôi nấu xong rồi, mời cô xuống ăn thôi. Mẹ này, cô cứ dọn hộ tôi cái phòng là tốt lắm rồi. Yes, madam. Ba, mẹ, con có bạn trai rồi. Chà, vậy sao? Con gái ba đúng là lớn thật rồi. Ngày mai con định đưa anh ấy tới nhà mình ra mắt ba mẹ. Ba mẹ có rảnh không ạ? Con gái đưa bạn trai về ra mắt, sao lại không rảnh được chứ? Vậy tối mai mẹ làm món gì ngon ngon đãi anh ấy nha mẹ. Bạn con hay bạn của mẹ đây? Mẹ nấu ngon mà, chứ con có biết nấu gì đâu. Diễm này, bạn trai của con là người thế nào hả? Rất đẹp trai ba. Ba mẹ xem hình của anh ấy đi. Rất đẹp trai đúng không ạ? Đúng là cậu ta rất đẹp trai. Nhưng ngoài hình thức thì bản chất bên trong mới là quan trọng. Bà đang muốn hỏi về cái đó. Dạ. Điều này thì ba khỏi lo. Anh ấy rất thông minh và giỏi giang. Hiện đang là trưởng phòng marketing của một công ty nước ngoài. Tính tình thì hiền lành, chăm chỉ. Hơn nữa anh ấy rất biết quan tâm, chăm sóc con. Bạn bè của con đều thấy anh ấy rất tốt. Anh ấy còn nấu ăn rất ngon nữa bà ạ. Tóm lại là một người vừa ưu tú và tài hoa ạ. Thế sao? Thời buổi này mà có thanh niên vừa đẹp trai lại vừa tốt tính, giỏi giang như thế sao? Con gái của mẹ mà, người con đã chọn thì chỉ có nhất mà thôi. Ngày mai gặp anh ấy, mẹ còn thích hơn cơ. Ba, ba thấy thế nào ạ? Bạn trai của con tốt như vậy, ba thấy không tốt chút nào. Sao ạ? Ba thấy anh ấy không tốt ở điểm nào ạ? Người ba thấy không tốt chính là con kìa. Sao ạ? Con đã thử tìm hiểu xem nhà cậu ấy tuyển dâu như thế nào chưa? Dạ. Bạn trai của con vừa đẹp trai lại vừa ưu tú. Còn con, ngoài vẻ đẹp hình thức, con có thứ gì khác để thu hút cậu ấy không? Ba thấy con thường lười biếng và không chịu dọn dẹp phòng riêng của mình. Tính tình thì lại thất thường, lại không biết nấu nướng, cũng chẳng có gì ưu tú cả. Con đã bao giờ nghĩ nếu cậu ấy dắt con về nhà thì sẽ nói gì về con chưa?
và ba mẹ cậu ấy sẽ đánh giá con như thế nào. Con gái à, con đặt tiêu chuẩn rất cao khi chọn người yêu, nhưng lại quên đặt tiêu chuẩn cho mình. Con không thấy mình cần phải làm gì để xứng đáng với cậu ấy sao? Con... Đúng là ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra thì mình chẳng được nét gì nổi trội cả. Bà nói đúng, mình đã có được một người yêu ưu tú như thế thì mình cũng phải hoàn thiện bản thân để xứng đáng với anh ấy. Mình muốn anh ấy khi khoe mình với ba mẹ anh ấy, anh cũng phải hãnh diện như mình vậy. Mình sẽ thay đổi, mình sẽ trở thành một cô gái ưu tú. Giáng sinh của Ali. Xin chào, ai thế ạ? Alice đấy hả cháu? Bố cháu có nhà không? Cho chú Bill gặp một chút. Cháu chào chú Bill ạ. Bố cháu không có ở nhà đâu. Alice này, Giáng sinh đến rồi. Chú sẽ tặng cháu một món quà. Thế cháu muốn chú tặng món quà gì cho cháu nào? Chú ơi, chú là người thứ 10 hỏi cháu muốn được tặng quà gì trong ngày hôm nay rồi đó. Chú muốn tặng cháu cái gì cũng được ạ. Được rồi, chú sẽ gửi quà qua bưu điện cho cháu nhé. Chúc cháu gái xinh đẹp của chú một ngày Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn chú ạ. Ai làm cô chủ nhỏ của tôi buồn thế? Người lớn thật là rắc rối cô ạ. Có quá nhiều người gọi điện thoại tới muốn tặng quà cho cháu, hỏi xem cháu thích món gì. Bởi vì bố cháu là giám đốc mà. Cháu đã có quá nhiều thứ rồi, chẳng thêm món gì hết. Đồ chơi này, quần áo này, tất cả đều thừa thải. Tại sao mọi người lại thích Giáng sinh như vậy? Luôn chờ mong ngày này như vậy nhỉ? Cháu thì lại thấy ngày này thật là nhàm chán. Tại cháu đã quá đầy đủ rồi mà. Chúc cô chủ nhỏ của tôi một ngày mới thật vui vẻ. Vâng ạ. Các bạn ơi, nếu các bạn có đồ chơi, thư bông hay quần áo cũ hoặc không dùng nữa thì hãy cho tớ xin lại, có được không? Cảm ơn các bạn. Được mà, Jen. Ngày mai tớ sẽ mang cho cậu mấy bộ quần áo cũ của tớ. Còn tớ có mấy con thư bông hơi rách một chút, có được không Jen? Tớ có một bộ đồ chơi không dùng đến để tớ gói vào túi cho cậu nhé. Tốt quá, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ơ, lạ thật. Jen xin lại những món đồ chơi, quần áo cũ để làm gì nhỉ? Cô Mary ơi, kia là bạn Jen ở lớp cháu đấy. Hôm nay Jen lạ lắm cô ơi. Bạn ấy đi khắp nơi để xin lại những món đồ chơi, quần áo cũ của các bạn khác. Cháu chẳng hiểu bạn ấy định làm gì. Hay là tại nhà bạn ấy nghèo quá, không có tiền mua đồ chơi, quần áo mới nên phải đi xin lại đồ cũ cô nhỉ? Cô cũng không biết nữa. Hay là ngày mai cô cháu mình đi theo bạn ấy để xem bạn ấy làm gì với đống đồ cũ ấy. Cô đi với cháu nhé. Thôi được rồi, nhưng cháu phải nghe lời cô đấy. Vâng ạ. Jen học giỏi nhất lớp đấy cô ơi. Nhưng mà nhà bạn ấy nghèo lắm, không bằng các bạn trong lớp. Kìa, bạn ấy dắt xe ra rồi. Chúng ta bắt đầu bám theo bạn ấy đi cô. Được rồi, cô chủ nhỏ. Nào, cô cháu mình cùng vào nhà bạn ấy để xem bạn ấy đang làm gì với đống đồ đó nào. Vâng. Bạn ấy đang khâu quần áo cũ, đúng là để dùng rồi cô ơi. Jen ơi, tớ đến hỏi bài cậu một chút. Alice đây à, cháu chào cô ạ, à. Mời hai người vào chơi. Jen này, cậu đang làm gì vậy? Những thứ này là gì thế? Đây là những con hạt giấy tớ gấp. Đây là những tấm thiệp tớ tự làm. Đây là những món quà tớ làm từ vỏ chai, nhựa, ni lông
Tớ sẽ tặng quà Giáng sinh cho mọi người, gia đình và bạn bè. Vậy cậu định làm gì với đống quần áo và đồ chơi cũ này? À, đây là những món quà mà tớ sẽ tặng cho các bạn nhỏ ở cô nhi viện. Tớ đã xin các bạn những món đồ cũ, quần áo cũ không dùng nữa, rồi lựa ra những thứ còn có thể dùng được. Sau đó lau chùi, vá lại những chỗ rách. Chắc chắn các bạn ở cô nhi viện sẽ rất thích những món quà Giáng sinh này. Tuyệt quá Jen ạ! Cậu dạy cho tớ cách gấp hạt giấy nha, cả cách làm thiệp nữa. Đồng ý. Nào, cậu nhìn tớ làm nhé. Thì ra, đó là lý do mà Jen xin các bạn những món đồ cũ. Bạn ấy thật tuyệt vời cô nhỉ? Ừ, một cô bé dễ thương và tốt bụng nữa. Cháu nghĩ ra rồi, cháu có rất nhiều quần áo, đồ chơi, cả thú bông nữa. Có cả đồ cũ và mới, cháu cũng sẽ đem tặng chúng cho mọi người. Không chỉ tặng các bạn trong cô nhi viện, cháu sẽ mang chúng về những miền quê tặng cho các bạn nghèo nữa. Nhưng trước đó, cháu sẽ không quên làm những tấm thiệp và những con hạt giấy tặng mọi người đâu. Cô giúp cháu nhé. Đồng ý, cô chủ nhỏ của tôi bắt đầu lớn rồi, đã biết tặng quà cho mọi người rồi đấy. Đúng vậy cháu à, Giáng sinh là ngày vui của mọi người. Chúng ta sẽ tặng quà cho nhau để thể hiện tình yêu thương và kết nối mọi người. Thì ra Giáng sinh lại có ý nghĩa như vậy, chứ không nhàm chán như cháu nghĩ. Giờ cháu lại mong chờ Giáng sinh quá cô ơi. Đây sẽ là Giáng sinh vui vẻ nhất của cháu từ trước đến giờ. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.